Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành công thương năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hơn 200 đại biểu trực thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan tham dự. Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận về những kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong ngành công thương, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ cho các địa phương và các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Theo dự báo, trong năm 2020 sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão khu vực Biển Đông, trong đó có 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Hiện tượng nắng nóng, hạn hán kéo dài cũng gây ra những tình huống thiên tai khó lường. Do vậy, để hạn chế rủi ro và nhanh chóng khắc phục hậu quả, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị trong ngành công thương phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành địa phương chủ động công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực phổ biến, tuyên truyền về kỹ năng phòng chống thiên tai, hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, xây dựng giải pháp dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ ổn định đời sống cho người dân các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đây cũng là hoạt động thường niên của Bộ Công Thương, ghi nhận sự cố gắng, chủ động của các đơn vị trong công tác này.